300.000 cặp đấy hả bác? 300.000 một cặp này. À. Hay nhỉ? Chưa mút nhọt nhỉ? Vô cục mút nhọt. Bán rồi ạ. À đấy, đấy luôn luôn nó bán rồi. Thế này anh bán của 300.000 ngũ sắc. Đấy, cái cục này thì bao nhiêu? Cục này 250 thôi. Thế à? Cái này chắc là dễ sống lắm nhỉ? Cái này thì dễ sống mà. Rồi. Cái này thì ví dụ liệu cái mẩu này có cắm không có sống được không? Đấy đấy là dẫm vào cát thì nó ra dễ. À thế à? Thế dễ dễ, dễ sống đấy. 200.000. Đây này cho. Cái kia thì chơi luôn rồi yeah. À. Nhấc lên cái chậu gốm cái thì thôi rồi. Cái này luôn lắm. Cái này đặng đặng thì hoa là nhiều. Đấy, bụi nhọt như da cóc. Hiển cho cây hồng ngọc mai hay đấy. Gì dễ đẹp đấy. Cây hoa hồng ngọc mai. À, bác ạ. Đấy. Quá đẹp. Thơm lắm, quả đỏ như quả cà chua. Vừa có hoa vừa có quả. Lá lại nhỏ. Chân bệ đẹp. Cái gì ạ? À, cái nhài Nhật. Nhài Nhật cũng hoa cũng rất là thơm. Cây này nó khoảng tầm 60 phân. Đấy, không cao, dễ dễ đấy. Chả biết bao tiền vì là bác ấy vừa có khách đang hỏi kia. Đấy bác. Đấy. Đang rất nhiều hoa. Đang nhiều hoa lắm. Mùa này nhiều hoa thế. Hoa giấy. Này gài lên hòn đá đứng nó dựa vách. Dựa vách. Này cho dựa vách. Dựa vào vách cái là lại có tiền ngay. Thương mại là làm được. Chuối. Chuối. Xì búp đỏ. Xì búp đỏ. Cổng làng này thì cứ như làng của tôi cũng không nhỉ. Cũng có cái chút gì đấy hay hay. Chút gì đấy hay hay. Chút hay hay. Nếu mà vài trăm thì mua cũng được. Nhưng mà bây giờ chắc không có cái giá một vài trăm. Nếu mà tiền triệu thì để dành mua cái khác. Hồng ngọc mai mùa này nhiều hoa nhỉ. Con đấy là bao tiền đấy? Còn con này? Ruối thì vô biên. Rất nhiều ruối. Nay rằm ít ít. Rằm tháng riêng. Ngày rằm tháng riêng quan trọng lắm. Nhưng mà đi bán này thì dạy được. Vì ít người đi bán, có mỗi mình bạn. Các hôm nay có mỗi cây anh là hơn cả đây rồi. Người ta đi quen đi chợ người ta vẫn đi. Thế vào nhà có làm gì? Cỗ bàn thì cũng không quan trọng lắm. Đấy. Bùng.
À. Đúng. Đúng hồng ngọc mai. Đây đó. Quá hắn chưa thấy cây nào mà ưng cả. Rồi. Hồng sắc pháo này. À, cái này cũng nắng nhiều là nở bét coi anh nhỉ. Đúng rồi. Chơi Tết. Nhỉ. Thấy cái chậu đẹp tí. Cái này nếu mà bán là bao nhiêu tiền đấy, bác? Cái này nó bán là bao nhiêu tiền đấy? 12 triệu. 12 triệu. Dập trời như đốt pháo nhỉ. Hay bây giờ là vào. Bò lắm, cái đường kính chậu nó khoảng 1 mét. Một cái chậu khoảng 1 mét đây. Tất nhiên nó là một cái cây hoa thôi, chứ dáng thế thì nó cũng không có tính nghệ thuật cao lắm. Được chơi cây hoa thì cũng hay. Đấy, buông rụt xuống. Đó. Sắc pháo như nhà tôi có cây nó cũng hoa quanh năm. Hoa ra nó ra rất nhiều hoa. Đấy, nó cứ buông, này càng răm già càng nhiều hoa. Chứ răm non thì lại không có hoa đâu. Càng cái tay cành này nó càng già càng kêu lại có hoa. Đấy mà cái kinh nghiệm hoa giấy mà nó chưa ra hoa thì các bác cứ cho ra nắng thật nhiều, cắt nước cho đến khi nào mà nó héo, nó gần như gần chết, nó rụng hết lá, rồi tưới nước trở lại là hoa bung bét luôn. Bé bởi dòng này rất dễ, nó sống không chết đâu. Kinh ấy. Cả chợ này có mỗi cây nhỉ. Mua mang về. Bán được bán mang về. Nó màu hồng, đỏ, tập màu hồng. Cái này thì quanh năm thôi. Hết, hết. Nhưng càng tay cành càng già lại càng nhiều hoa. 12 triệu. Này cho cái chậu thật đẹp nha. Càng ngày nó càng buông dài xuống. Càng để làm càng dài. Đấy, càng dài xuống lại càng nhiều hoa. Cũng như cái tỉnh một năm một đúng rồi. Đây là ít cục. Tím này kiểu như hoa chùm đấy. Mua mẹ không? Mua lại có tăng lên phù hợp. À đây, nó mang lên đây. Mua giả tiền rồi thì nó trở về, không bán được trở về nhà để nhà bán được cách về nhà. Cái này phải bán cho người có tiền. Biết có tiền người có không gian, sân vườn. Rất như bổ cho người. À. Đặc biệt phù hợp với trời xe của nó đây. À đây. Đi săn hát ấy nhỉ. Ở đây xe máy đây để chở được mấy cái này thì bạn trở về. Đi săn giỏi đấy. Kiếm một cây này cũng giỏi đấy. Sáng sớm lúc từ 4 giờ nữa. Nồi này thì nó toàn nghệ nhân nó mới mua được. 4 giờ là mới ở đây. Giúp được cái này. À phải đi từ 4 giờ. 4 giờ nó cũng phù động rồi. Đúng rồi, sang phát là phải xích. Sang cái này do chạy đường trục. Sang cái là phải nhấc ngay. Đúng không? Đúng rồi, chỉ quá một tí là có thằng là múc ngay. Nó bán thì mình múc ngay. Đấy, hay quá. Tay rơi nhiều, cả tay rơi nhiều. Buông cũng như tóc. Tuyệt vời. Đấy, quá tuyệt vời đấy. Xin chúc mừng bác. Như là Tết như là đốt pháo ấy, sát pháo. Đang để nắng, mùa này nắng nó căng căng quá. Hồng sát pháo. Đấy. Được thì phân được. Vâng, được. Luôn. Này. Đấy, cây hôm trước cái cây này quay rồi các bác ạ. Quay rồi. Dưới. À. Cây si cổ nhưng mà ấy bạn. Nói chung tôi sẽ không hỏi nhiều, hỏi một số cái giá cây này thì đã nó quay khá nhiều lần. Giống cây của ông Trung hôm trước mang đi để cạy ông Trung trước. Cây quen, ta ra xem cây hoa giấy lại.
các pháo, dụng giống như đốt pháo năm mới, mà hoa nó liên tục thôi, cứ hết nó lại phun ra hoa mới, hồng. Dây tím kia chơi bonsai thì bền hơn nhưng mà hoa thì lại không được lả lướt như giấy sắc pháo này các bác. Đấy, thì hôm nay là phiên chợ ngày rằm tháng giêng đấy, người ta bận đi lễ đi làm rằm thì ít người đi chợ lắm, có người thì người ta không quan trọng lắm, hoặc là trong nhà có người ra cỗ rồi thì người ta đi chợ, ra chợ kể cả người ta chả bán được hoặc là bán được đôi cây người ta vẫn vui vì công việc hàng ngày người ta mà. Đấy thì nó có đôi số cây thì thôi chia sẻ các bác. Rồi vẫn còn dươm của năm mới rất là nhiều, chắc phải hết tháng 2 các bác ạ, các bác nha.